Á hậu Thụy Vân, biên tập viên VTV nổi tiếng, giàu có, gia đình viên mãn. Thụy Vân tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương Hà Nội vào tháng 8 năm 2008. Năm 2003, cô tham gia và đoạt danh hiệu Á Khôi cuộc thi Hoa hậu học đường toàn quốc được tổ chức tại thành phố Hải Phòng và Hoa khôi Đại học Ngoại thương 2006. Thụy Vân đoạt danh hiệu Á hậu 2 và giải thí sinh trả lời ứng xử hay nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 với chiều cao 1m71, nặng 52kg và số đo 3 vòng là 87, 61, 90. Sở thích của Thụy Vân là đọc sách, nghe nhạc và đặc biệt thích hát những bài hát truyền thống. Không chọn con đường dấn thân vào showbiz như những người đẹp khác, Á hậu Thụy Vân chọn làm MC, biên tập viên cho đài truyền hình Việt Nam. Cô chinh phục khán giả bằng lối dẫn nhẹ nhàng, đầy duyên dáng cùng khí chất tự tin, thông minh. Hiện nay, cô là người dẫn chương trình của Chuyển động 24 giờ. Với lối dẫn nhẹ nhàng, giọng nói truyền cảm, MC Á hậu Thụy Vân là một trong những lựa chọn hàng đầu của các cuộc thi sắc đẹp và các chương trình đòi hỏi độ chính xác cao. Tháng 11 năm 2010, Thụy Vân cưới một doanh nhân tên Cao Hoàng, hơn cô 8 tuổi. Thông tin và hình ảnh trong đám cưới của Thụy Vân đều được hai bên gia đình giấu kín. Nhiều người thường cho rằng con gái tuổi Hổ thì sau này số phận khổ cực, vất vả. Sự nghiệp đến tình duyên đều lận đận. Thế nhưng tôi lại thấy con gái tuổi này mạnh mẽ, quyết đoán và thông minh. Chẳng nói đâu xa, cứ nhìn vào cuộc sống của Á hậu Thụy Vân là rõ. Đăng quang ngôi vị Á hậu của Hoa hậu Việt Nam cách đây 14 năm, nhưng Thụy Vân không dấn thân vào showbiz hay tìm ngay cho mình một đại gia để nương tựa, mà cô quyết tâm theo đuổi con đường học vấn. Cầm trên tay tấm bằng cử nhân của Đại học Ngoại thương danh giá, cô trở thành MC, biên tập viên cho các chương trình của VTV. Sau một thời gian chăm chỉ, miệt mài làm việc, cô trở thành người cầm trịch của nhiều bản tin nổi tiếng như Chuyển động 24 giờ, Chìa khóa thành công, bản tin tài chính doanh nghiệp. Thậm chí, sau khi đã làm mẹ, cô vẫn tiếp tục đi học để giành tấm bằng thạc sĩ lĩnh vực kinh doanh. Để nói về Thụy Vân, thì lời khen xinh đẹp, trẻ trung thôi là chưa đủ. Ở cô luôn toát lên một thần thái thanh lịch, sang trọng và quý phái. Trên mỗi bản tin, cô để lại trong lòng nhiều khán giả ấn tượng về sự chuyên nghiệp, thông minh, lối dẫn tự nhiên, thuyết phục và chỉn chu. Mặc dù nổi tiếng, sự nghiệp thành công là thế, nhưng lúc nào Thụy Vân cũng khiêm tốn, tự nhận bản thân là nhà quê. Suốt nhiều năm qua, cô luôn miệt mài, say mê với nghề. Dù phải dậy từ 4 giờ sáng, tất bật chạy show thì vẫn luôn vui vẻ, thoải mái. Ở thời điểm hiện tại, với vị thế là một Á hậu kiêm biên tập viên VTV đình đám, Thụy Vân có quyền làm giá, thi thoảng nhận show để bản thân thảnh thơi. Ấy vậy nhưng chưa bao giờ cô tỏ ra kiêu kỳ, chảnh chọe, mà lúc nào cũng toát ra một nguồn năng lượng tích cực, thân thiện. Không những vậy, Á hậu Thụy Vân còn có hôn nhân cực kỳ viên mãn. Cô vốn là người kín tiếng chuyện đời tư, chưa bao giờ chia sẻ với ông xã, đăng gì lên mạng xã hội cũng phải hỏi ý kiến chồng vì tôn trọng sự riêng tư cá nhân và muốn bảo vệ gia đình. Doanh nhân Cao Hoàng hơn cô 8 tuổi là kỹ sư xây dựng, đồng thời là giám đốc của một công ty bất động sản lớn. Sau khi kết hôn, cô và ông xã có một quý tử khôi ngô, kháu khỉnh, Tony, tên thật là Cao Hoàng Minh. Năm nay, nhóc tì nhà Á hậu đã được 10 tuổi và đang theo học tại ngôi trường quốc tế tại Hà Nội. Không ngại đầu tư tiền để con theo học môi trường giáo dục tốt nhất, nên mỗi năm gia đình cô bỏ ra khoảng 700 triệu đồng để đóng học phí cho bé. Bên cạnh chọn trường tốt cho con, Thụy Vân cùng chồng còn có cách giáo dục con khoa học, hiện đại, tạo mối quan hệ bạn bè với con trai để bé có thể chia sẻ tâm tư, tình cảm, gần gũi hơn với bố mẹ. Chính vì vậy, dù còn rất nhỏ, nhưng Tony đã tự lập, trưởng thành, hiểu chuyện và không bao giờ nhõng nhẽo, vòi vĩnh. Hiện tại, cô và gia đình đang sống trong căn hộ rộng 160m², trị giá hàng chục tỷ đồng, ngay trên con phố trung tâm Hà Nội. Căn hộ được bày trí theo phong cách châu Âu, sang chảnh, hiện đại.
Á hậu Thụy Vân được coi là tín đồ hàng hiệu ngầm của showbiz Việt khi sở hữu rất nhiều những bộ trang phục và phụ kiện của các thương hiệu nổi tiếng. Không ít người từng choáng váng khi Á hậu Thụy Vân đeo đồng hồ thương hiệu Chopa có giá thị trường khoảng 450 triệu đồng để dẫn chương trình. Ngoài công việc MC, cô còn tích cực lấn sân sang kinh doanh, mở một cơ sở làm đẹp cho riêng mình. Năm 2016, cô mạnh dạn đầu tư số tiền khủng để mở trung tâm chăm sóc sắc đẹp. Trước đây, nhiều người thường nói rằng cô và chồng, kẻ Bắc người Nam, thường xuyên phải xa nhau do tính chất công việc. Đã vậy, chồng cô còn là một doanh nhân giàu có, nên không ít người đặt câu hỏi về chuyện cô có sợ chồng đi chơi góp rồi có em họ nương tựa không. Nhưng nữ biên tập viên xinh đẹp tự tin khẳng định cô không sợ điều đó và khuyên mọi người hãy trả lại sự vô tội cho môn thể thao này. Ngẫm lại cũng đúng thôi, một người tài giỏi, khéo léo, xinh đẹp như Thụy Vân thì có chồng nào chán được. Sau 14 năm đăng quang Á hậu, cô ngày một trẻ trung, xinh đẹp. Ngay sau khi sinh con, Thụy Vân nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Cô rất chăm chút cho chế độ ăn của bản thân, ưu tiên uống nước, ép bí đao, thanh lọc cơ thể, hạn chế đường, tinh bột, mà thay vào đó là sử dụng thật nhiều rau xanh và trái cây. Cô cũng từng có thời gian bị khủng hoảng về cân nặng sau sinh, nhưng nhờ chế độ ăn khoa học cùng việc chăm chỉ tập luyện, tập thể dục mỗi ngày mà Thụy Vân đã giảm cân thành công và lưu giữ được nét đẹp thanh xuân. Nhìn vào cuộc sống, sự nghiệp của Á hậu Thụy Vân thời điểm hiện tại, quả thực mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Cô gần như có trong tay tất cả những thứ mà con người ta mơ ước trong một cuộc đời, từ công danh đến hôn nhân, gia đình đều hạnh phúc trọn vẹn.